các ông các bà thực hiện cái quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân Bình Giang. Đề nghị các gia đình hôm nay chúng tôi vận động lần cuối đối với hội đồng giải phóng mặt bằng của huyện đã thực hiện tất cả các cái chế độ chính sách áp dụng đối với các cái quy định của nhà nước và của Ủy ban tỉnh Hải Dương, thì hội đồng giải phóng mặt bằng huyện đã thực hiện đảm bảo đúng trình tự quy định của pháp luật. Chính vì vậy mà đề nghị gia đình, bốn hộ gia đình nhà ông Tới, nhà ông Tuấn, nhà ông Vũ và nhà bà Thị Nga, đề nghị gia đình sẽ chấp hành nhận tiền bồi thường hỗ trợ để bàn giao cái diện tích đất cho ban giải phóng mặt bằng của huyện, hội đồng giải phóng huyện để bàn giao cái diện tích đất này cho nhà đầu tư thực hiện thi công công trình đảm bảo đúng cái thời gian mà nhà nước, ủy ban tỉnh giao cho. Đây là lần cuối chúng tôi vận động, lần cuối. Nhà bà Mỹ Nga, nhà ông Tới, nhà ông Tuấn, nhà ông Vũ có đây không ạ? Nếu như gia đình thực hiện chấp hành quyết định thu hồi đất thực hiện thì chúng tôi sẽ chi trả tiền ngay tại đây và chúng tôi dừng cái việc cưỡng chế này. Có mặt ở đây không ạ? Có không? Lộc ra biết. Ý đổi ca. Tôi một lần nữa tôi đề nghị bốn hộ gia đình nhà ông Tới, nhà ông Tuấn, nhà ông Vũ và nhà bà Mỹ Nga có mặt ở đây không ạ? Nếu như các gia đình mà không nhận tiền bồi thường hỗ trợ theo phương án mà hội đồng giải phóng mặt bằng huyện đã xây dựng, đã thông báo tới gia đình mà qua rất nhiều lần tuyên truyền vận động thuyết phục, đến giờ phút này nếu gia đình không thực hiện thì chúng tôi ban cưỡng chế thu hồi đất của huyện sẽ thực hiện các nội dung quy định của pháp luật để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất bàn giao cho nhà đầu tư thi công. Bốn gia đình có đây không ạ? Không ra đây, tôi sẽ đọc quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất. Có thôi. Nhưng mà sợ đâu, nghe quyết định đây rồi ạ. Bốn gia đình có đây không ạ? Có. Nếu không có thì tôi thực hiện đọc quyết định. Và đúng 15:30 thì ban cưỡng chế tất cả các cái đơn vị, các tổ đã được phân công, đề nghị các đồng chí chuẩn bị vào vị trí để chúng ta thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất. Sau đây tôi đọc quyết định. Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang số 2449 QĐ-UBND Bình Giang ngày 26 tháng 9 năm 2024 quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 9 năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, căn cứ luật đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 1 năm 2024, căn cứ luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai số 31/2024/QH15, luật nhà ở số 27/2023/QH15, luật kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024. Căn cứ nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Căn cứ nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai năm 2024.
căn cứ quyết định số 3864 QĐUBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Giang về việc thu hồi đất thực hiện dự án khu dân cư mới thôn Phủ, xã Thèo và thôn Nhật Đông, xã Bình Minh. Theo đề nghị của trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 100 ngày 25 tháng 9 năm 2024 quyết định điều 1 áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Hồ Xuân Tới thuộc thửa đất số 859 tờ bản đồ số 5 diện tích 297,0m2 theo mảnh trích đục và đo vẽ bản đồ bổ sung bản đồ địa chính số 02/2020 do Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ Môi trường Việt Nam lập, được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 19 tháng 5 năm 2020 tại xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất trong thời gian 10 ngày kể từ ngày người bị cưỡng chế nhận được quyết định cưỡng chế hoặc kể từ ngày Ủy ban nhân dân xã lập biên bản về việc người bị cưỡng chế vắng mặt hoặc người bị cưỡng chế từ chối nhận quyết định cưỡng chế. Điều 2, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao ban cưỡng chế thu hồi đất triển khai thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật. 5. Hộ gia đình ông Hồ Xuân Tới và ban cưỡng chế thu hồi đất chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch Trương Mạnh Long đã ký. Tôi xin đọc quyết định 2. Anh à? Làm ra anh ra đây làm ra. Anh em cho quả chia sẻ nhỉ. Đây hôm nay là ban cưỡng chế đến cưỡng chế đất ruộng này. Khi người dân chưa đồng ý bán cũng chưa nhận tiền bồi thường. Chào các chú nhá. Anh à? Mới nhiệt tình à? Vâng, à, nhà cháu nông dân thôi, có tí ruộng ở đây. Các chú thu hồi, cháu xin phép giám sát. Thế thôi. Vâng, à, chú Phạm Văn Ngoạn. Thì cháu giám sát đây thì có cái gì thì quyền công dân thì mình cứ giám sát đó. Giám sát đây. Đúng đây là đúng chức năng để xem đọc quyết định cưỡng chế. À, tí đọc quyết định cưỡng chế bắt đầu là xa đúng không anh? Ô, bạn quay mình bạn chả xin phép gì hả? À, sao bạn quay mình bạn chả xin phép gì hả? À, tôi đã quay ông đâu, tôi đã quay đâu, quay đất, quay tôi vẫn đang đây à? Đất ruộng thôi rồi cứ quay đi. Ngoài anh chuyên đây lắm thì
Bố ông già. Ra để nghe đọc quyết định. Chờ đọc quyết định lâu quá, dừng hình tí quay tiếp hết pin. Mình dừng hình tí quay tiếp hết pin. Hiện trường trạng hay chưa bị gọi là cưỡng chế. Băng đỏ ai để làm gì ấy hả? Chị hả? Anh Viên. Được mấy đoa đeo biển tên bảng hiệu ấy. Phước ra mang cho bố chai nước. Làm gì có ai chống đối đâu mà chỉ giám sát thôi. Lực lượng thì đi làm chả có biển hiệu gì, lực lượng gì hả? Vì là có biết anh là cán bộ gì đâu, đúng không? Để có xưng hô đúng không? Bất kể trường hợp nào cũng hoạt động thì quay lại hết rồi. Hoạt động chỉ có giám sát thôi, không ai dám làm gì các anh đâu. Dân đen sao dám làm gì. Đấy, đây là đất ruộng của thôn Phổ xã Thái Học đây. Người dân không đồng ý bán dự án này, dự án hút len đây. Vẫn cưỡng chế. Chỉ có xã với huyện thôi đúng không?
quay hết mặt chưa? Tí nữa vào dí. Hả? Ô biển đâu? Buôi biển. Không được live stream nhé, quay vì sao không live stream? Không phát trực tiếp. Ủa sao lại không được phát trực tiếp? Lý do anh giải thích. Nếu mà không được phát trực tiếp thì lập biên bản. Sao lại không được quay mặt anh? Không được phép quay. Lý do gì ạ? Đây là em giám sát thôi, các anh làm việc đúng thì vẫn giám sát thôi chứ làm gì đâu. Quay quay cơ quan chức năng đang làm việc đúng không? Ừ, ok. Đi gọn anh ạ. Đúng rồi, làm chức danh gì? Quay đây cho mọi người cùng biết. Mỗi xào dạ mỗi xào à, có tiêu gì đến tiền đâu mà xe giờ đang để mấy cái toàn đi xe đạp với cả xe máy cỏ thì nét hát làm gì hả chú? Ok, quay quyền công dân mà được giám sát mà đúng không? Xong nên là cứ để chế độ chụp cái mũ nào vào đầu rồi bắt phải đội mũ đấy đúng không? Mình đòi ví dụ mình đòi quyền lợi của mình ảnh hưởng gì đâu, có chống đối đâu đúng không? Các ông cứ muốn làm gì các ông làm, người dân chỉ giám sát quay thôi. Em có nói gì cả anh đâu hả? Em có nói gì cả anh đâu? Ừ. Các... đâu anh?